chia sẻ bàn tay đi để cho anh em xem để biết. Anh là bơi số 1, anh hồi xưa là gọi là tay bơi số 1 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhá. Chúng ta vào ok. Trọng Khánh chúng tất cả anh em Thuận Hòa. Anh em đâu mà mới lên xong là xuống hết rồi. Nếu anh em có rảnh rỗi theo mình vào tham quan rừng ESO nha. Đây có rất nhiều gọi là min bò tót đó. Được anh em dẫn dắt anh em vào tham quan, ok. Ok. Du Xuân thích quá. Thái Lê à, anh lúc nào cũng nhớ em trai. Em một ngày gần nhất anh có mặt. Anh em ta mình đây. Đấy. Đây rừng quốc gia nha, rừng bảo tồn. Đây bên tay mình là những dãy núi rất là hùng vĩ. Tưởng tượng cho những gọi là con rồng trắng gió biển, trắng gió sông. Ok, chúc mọi người hạnh phúc, luôn bình an. Chúc tất cả anh em có buổi trưa là hạnh phúc vui vẻ. Ok, Xuân Sang, ok, Đỗ Tiến, Định Mệnh, ok, toàn phát xe máy nha, chúc Phạm, ok. Chúc tất cả mọi người luôn 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 sức khỏe và hạnh phúc nha. Lê Dũng, ok, Lam Bùi, Hiếu Vô Rát, rồi Kết, ok, Duy Trang. Chúc tất cả mọi người luôn luôn hạnh phúc. Đấy, anh em thấy đấy, chúc sẻ bao rất nhiều. Anh em chuẩn bị tới bìa rừng nha. Theo chân mình đi vào những khu rừng gọi là thám hiểm, ok. Nguyễn Hữu Thái Lê, ok, gửi lời chúc sức khỏe, cảm ơn ông trai Thành Tôn, ok. Dũng Pháp, ok. Bùi Tấn Sinh, chào em trai nha. Dũng Mục nha, ok. Vũ Tuấn ơi, anh đang ở Tây Nguyên rồi, hôm nào về anh chạy lên nè. Hưng Khê anh em mình ngồi nhau với nhau, Phạm Đình Hiệp, ok, chúc em luôn vui vẻ. Ok, Lam Nguyễn Phi nha, Nguyễn Phương, ok, chúc em vui vẻ, Đào Tiền. Đấy anh em mình đây, rừng đấy. Khoảng 6,8 nha. Nếu mà cân gấp thì có 7 kg. Đấy. Anh em cặp bến là tại khu vực là đây. Đây mà con ơi, đây. Cái con nó to khiếp á. Đây. Đây nha anh em, coi trên cây có một con cò. Con vịt trắng nha. Ở điểm này là rồi dọn câu cá mà 4 tuần hay 3 tuần rồi mà. Con còn câu đâu rồi thấy không? Ê, con vịt trắng khủng khiếp không? Anh em thấy con vịt màu trắng không? Đây, con này là mấy ký nha, đấy. Nó bay rồi nha. Một con còn câu đầu trên một ngọn cây nè, anh em thấy chưa đấy? Chuẩn bị anh em, đây là chuẩn bị đá, dùng đá và ném cò. Đấy anh em ăn cò cho xin địa chỉ luôn nha. Xin địa chỉ để gửi cò về nơi mình đang ở nha. Đấy anh em thấy không? Bây giờ nó có hai cái ghe to kìa. Chỗ nào? To thì nó mát hơn không? Rồi thì lên đâu được? Đây, dốc quá. Rồi về lên hai cái giá đi.
thấy con một con vịt trắng khủng lồ nhá các bạn, đấy này này, thấy mà, thấy nó đứng không, đây đây, đây. Thấy cái con này là mấy cân nhá, nó đang đậu trên gốc cây này, em thấy chưa, đó khủng lồ nhá con này, đi mẹ, con này là mấy lô nha các bạn. Sơn Lâm Nguyễn ơi, à. Đấy, không cọc, con không cọc đã đậu trên cây nhá. Đấy, đây, 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 thấy chưa, thấy chưa, đấy. Có khủng lô nha. Con này khiếp á. Ba con nó mới khủng lô á, đấy. Còn con đầu dưới con này mà nó phải vài cân. Đúng, có mấy con này khiếp quá. Em thấy nó đầu không? Đấy, đây, đây, đây. Đấy, trời ơi, cái con khủng khiếp không anh em, đấy. Đấy nha, anh em mình chỉ được xem chơi thôi chứ không được đuổi phá, chọc phá nó nha. Không cần thiên nhiên, chỉ được tham quan và chơi thôi. Anh em ai thích ăn cò, cho liên lạc địa chỉ để ta gửi gà về ăn.